Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Giới thiệu nhanh tới quý vị và các bạn một siêu phẩm. Đấy, công suất thì không khỏi với bạn nhá. Đấy, con này là 16 chăn gì to này. 16 chăn gì to. Toshiba Japan, tức là con đèn công suất ấy, nó sử dụng con bóng của Nhật Bản, con đèn của Nhật Bản. Đấy. Pro chuyên nghiệp này. Đấy, Pro này dịch ra là chuyên nghiệp này. Đấy, Karaoke Pro, đấy là con này nó chuyên dùng để karaoke. Echo thì 50195. Đây, kết hợp với lại con này là chỉnh độ to nhỏ của con trầm đĩa đấy. Đấy, ngoài chỉnh to nhỏ trên con trầm rồi nhá, còn chỉnh được ở âm ly nữa. Đấy. Thế nhưng mà nó có một cái khiếm khuyết đấy nhá. Đấy, nó có một cái khiếm khuyết đấy là nó tương đối nặng. Đấy. Nên là mình cũng thông báo tới mọi người luôn, đấy, còn những ai mà không thích hàng nặng thì không mua được, tại vì mua được lại phản hồi cho Khang là âm ly của chú mày nặng quá, còng hết cơ lưng nhá. Thì nó không ra làm sao cả. Đấy, thì là mình cũng thông tin luôn là nó có cái khiếm khuyết là nặng. Là cái thứ nhất, cái khiếm khuyết thứ hai là gì? Cái volume này chỉ nhích phát biết nhá. Bánh thì thôi rồi, tôi đừng hỏi nữa nhá. Vì 16 con lớn cơ mà. Đi vào chi tiết. Đây, trái tim của âm ly, trái tim của âm ly. To nhá. To, anh em ở khu vực phía Nam gọi là to gì? Chả bá lửa. Đấy, được bố trí một quạt giải nhiệt. Đấy nhá. Đấy. Đấy, về. Mỗi bên là bao nhiêu? Mỗi bên là 8 con. Tức là âm ly này là âm ly 16 con. Đấy, 16 con than lớn C5200 và A1943. Đấy, mạch thì đương nhiên là nó còn nguyên zin. Đấy, bên đây nữa này. Đấy. Mạch nguồn này. Bốn tụ lọc nguồn nhá, mình đã sờ này, mình sờ đít này. Đấy, không phải cái gì mình cũng sờ đít đâu, chỉ có tụ lọc nguồn mình mới sờ đít thôi. Nên quý vị và các bạn đừng có nhầm tưởng là mình thế này thế nọ, cái lọ cái chai nhá. Để được tích hợp thêm bo chống rú rít. Đấy. Đây, Echo thì 50195. Đấy. Thì kính thưa quý vị và các bạn, cái con này ấy, nó ở nhà mình thì cũng tương đối lâu rồi. Lần trước là do dịch bệnh nhá. Do dịch bệnh coi như thế là không gửi được hàng. Thì cũng nhiều anh em là cũng ngỏ lời ưng cái bụng muốn rước em nó về làm thê thiếp. Thế nhưng mà do cái thời gian dịch bệnh không gửi được hàng. Cái thứ nhất, thứ hai là nhiều khi mấy cái số điện thoại khác cũng thất lạc rồi. Đấy, thế nên là nay đang lại. Đấy, những đồng chí nào mà còn nhu cầu nhá, tức là còn tình cảm với em nó mà yêu thật lòng thì hãy liên hệ với Khang. Còn nếu mà không là Khang chuyển hướng nhá. Hôm nay xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chào thân ái. Merci.